Hôm nay chúng ta sẽ tham gia một trò chơi là trò chơi ăn bánh hoặc ăn bim bim. Bây giờ để bánh ngửa mặt lên, sau đó để lên trên mũi. Làm nào để cho bánh rơi vào mồm được. Phải để lên cao một tí trên này này. Tâm Anh để gần mồm quá nó chả rơi vào mồm. Dễ dàng thế. Tâm Anh đã thua rồi. Cụ vẫn bánh vẫn ở trên mồm. Hai ba bắt đầu. Năm anh đã ăn được một cái. U liên tục rơi. Ông già quàng khăn đỏ liên tục rơi bánh. Sang bim bim đi, nó cái bánh tròn nó chả dính vào mồm. Chuyển sang bim bim. Phải lựa lựa dần dần để cho nó vào mồm chứ. Phải lựa lựa nó vào chứ. Bim bim khó hơn bánh à? Bim bim khó hơn bánh. Ông già quá khăn đỏ mãi chưa được bím nào mồm. Ông già quá khăn đỏ mãi chưa được bím nào mồm. Như này ông hoàng khăn, ông già quá khăn đỏ chết đói mất thôi. Chuyển sang cái khác xem nào. Cái bim bim khó lắm. Nó không trơn.